Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh kèm caption gây hoang mang hậu sinh con, cộng đồng mạng hiểu ra lại không khỏi xúc động. Sau khoảng thời gian ở cữ hậu thai sản, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau bao ngày im ắng. Thế nhưng, bức ảnh đi kèm dòng trạng thái khó đoán của người đẹp khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Mới đây, sau thời gian im ắng hậu sinh con, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có động thái chính thức đầu tiên trên mạng xã hội. Theo đó, Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh bó hoa nhiều màu sắc, kèm theo đó là dòng chú thích ngày 28 tháng 8 năm 2016. Ngay lập tức, bài viết này nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả thắc mắc, ngày 28 tháng 8 năm 2016 mà cô gái nhắc đến có ý nghĩa gì? Ngay lập tức dân mạng đã soi ra được ý nghĩa đằng sau con số đặc biệt này. Cụ thể, hôm nay chính là ngày tròn 7 năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016. Rất có thể đây là bó hoa mà cô được một người thân dành tặng nhân dịp đặc biệt. Được biết, thời điểm đăng quang năm 2016, Đỗ Mỹ Linh chỉ mới 20 tuổi, là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tại Miss World 2017, cô lọt vào top 40, là một trong 20 thí sinh chiến thắng tại thử thách đối đầu và nhận giải Hoa hậu nhân ái với dự án Cõng điện lên bản. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Đỗ Mỹ Linh còn đảm nhận vai trò là biên tập viên, MC thể thao của đài truyền hình. Từ khi yêu nhau đến khi về chung một nhà, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang đều rất hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Trước đó vào đầu tháng 7, Đỗ Mỹ Linh đã chào đón con đầu lòng. Thông tin này được vợ chồng nàng hậu giữ kín với lý do là để bé cứng cáp và bản thân có thể tập trung vào việc chăm sóc con. Được biết, nàng hậu sinh con bằng phương pháp sinh mổ, nhóc tì của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang là bé gái. Hiện cả hai chưa chia sẻ bất kỳ khoảnh khắc nào về con. Trong một lần trả lời với phía phóng viên trước đám cưới, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết sẵn sàng đón nhận những vai trò mới. Cụ thể, vợ doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ, sau khi kết hôn, tôi trở thành nàng dâu, thành vợ hay làm mẹ thì những kỹ năng đó chắc chắn phải học thôi. Tôi sẽ học dần từng thứ, chứ không phải lập tức đăng ký một lớp học nào đấy. Tôi nghĩ những vai trò đó đôi khi đã là bản năng của người phụ nữ và mình sẽ học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày. Một trong những lý do tôi và bạn trai đến với nhau, gắn bó, có một cái kết hạnh phúc thế này là bởi vì cả hai đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình, tức là gia đình tôi là gia đình khá truyền thống. Tôi sống trong gia đình có cả bố, mẹ, bà nội, gia đình bạn trai tôi cũng thế, là gia đình truyền thống ở Hà Nội và sống theo kiểu tứ đại đồng đường. Chính vì vậy, quan điểm của cả hai gia đình, tình yêu rất giống nhau. Về cuộc sống hiện tại, Đỗ Mỹ Linh nói, sau khi cưới, tôi phải lo toan tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm, bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì cần phải có sự cố gắng. Thời gian này, điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này, dù không quá nhiều màu sắc nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình. Đỗ Mỹ Linh là hoa hậu Việt Nam 2016, ngoài sở hữu gương mặt khả ái, tính cách dịu dàng, Đỗ Mỹ Linh còn được khán giả yêu mến vì cô xây dựng hình ảnh mỹ nhân nói không với thị phi. Tháng 10 năm 2022, nàng hậu kết hôn cùng Đỗ Vinh Quang, con trai út bầu Hiển, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Hà Nội FC, cả hai được người hâm mộ nhận xét là xứng đôi vừa lứa. Sau khi làm dâu hào môn, hoa hậu Việt Nam 2016 hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, thay vào đó cô dành thời gian chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng sẽ lộ diện cùng ông xã trong những dịp đặc biệt.